đúng vậy. Được, thầy sẽ dạy cho con. Bây giờ ở trong định niệm hơi thở đã dạy rất rõ ràng. Bây giờ con biết cái tâm hay sân cái gì, thấy ai nói gì cái con dễ sân lắm. Thì con sẽ ba cái giai đoạn tu tập. Đầu tiên á, quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra. Không? Mà khi mà con thở ra thì con tưởng ở trong đầu con tưởng như cái tâm sân con theo hơi thở đi ra. Rồi bắt đầu con tắt ý lại. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi con cũng tưởng nó đi ra theo hơi thở ra. Và con tu tập như vậy 3 tháng một cái đề mục đó. Rồi bắt đầu bây giờ đó, con sẽ 3 tháng tu tập xong thì con thấy cái tâm của con á, nó ly cái sân nó ra rất nhiều, nó ly chứ nó chưa hết đâu. Nó ly, nghĩa là bây giờ ai nói gì á, thì con thấy nó cũng có phiền ở trong chút ở trong tâm con, nhưng mà nó chưa có sạch, nó chưa hết. À, bây giờ muốn cho nó hết thì con phải như thế nào? Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Con tu 3 tháng với câu đó. À, 3 tháng thì con thấy bây giờ người ta nói gì nói con không có sân nữa. Nhưng con biết cái mầm của nó vẫn còn. Vi tế lắm đó con. À, bây giờ 3 tháng nữa, tức là 9 tháng tu tập, gần 1 năm nữa con. 9 tháng tu tập. Quán đoạn diệt tâm sân. Hồi nãy là từ bỏ chứ gì. Bây giờ đoạn diệt, tức là cắt đứt bỏ đó. Đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Con cứ nương theo cái hơi thở con đó mà con từ bỏ, đoạn diệt, ly nó ra thì cái tâm sân con sẽ không còn. 9 tháng con sẽ nỗ lực bền chí. Ban ngày con cứ lo làm công việc gì làm, ban đêm con chịu khó. Tối trước khi ngủ con tu 30 phút. Khuya con ráng con dậy, con tu 30 phút. Có bao nhiêu đó thôi. 9 tháng con sẽ thấy tâm sân con nó sẽ đi mất hết. Ai nói gì nói tâm con như cục đất. Nhưng nó còn tham con chưa phải hết đâu. Bây giờ tiếp tục ly cái tâm tham, đoạn diệt tâm tham, từ bỏ tâm tham. Rồi còn si nữa con. Nhiều cái nó mờ mịt, nó chưa có rõ. À, con muốn biết mình còn mờ mịt chưa rõ. Con đọc cái bài kinh này, cái câu này, con hiểu. Sao con lại không hiểu cả? Không? Bắt đầu con tu 3 tháng, con đọc lại con hiểu đó con. Nó mất bớt si rồi, bây giờ mới hiểu rồi. Không? Mà như vậy con tu trong 9 tháng, con thấy con hiểu rất rõ cái câu kinh Phật dạy rất rõ. Không phải như hồi đầu tiên con hiểu. Đó, con cố gắng tập ở trong cái định niệm hơi thở, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, nó dài kỹ lắm. Nhưng mà tùy duyên đó con. Tùy duyên mọi người. Khi mà tu tập hơi thở mà con bị rối loạn hô hấp là con phải lui lại. Thay vì con tu 30 phút thì con lui lại chừng 20 phút thôi thì nó không bị rối loạn hô hấp. Con hiểu chưa? Chớ đụng đến cái hơi thở nó nguy hiểm lắm đó. Cho nên thầy mới bày ra cách thức mà đưa cánh tay ra cánh tay vô á. Con hiểu không? Thay thế cái hơi thở đó. À, cho nên nhớ không? Nếu mà nghe nó tức ngực, nghe nó nặng đầu, nghe nó mệt mệt thì con lui trở lại. Thay vì tu 30 phút thì con tu chừng 20 phút, 15 phút thôi thì nó không bị. Không? Có như vậy thôi. Cứ bền chí mà tập luyện thì quá tốt.